Thưa quý vị và các bạn, kiểm tra tình hình lưu thông dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Linh vào sáng nay, lãnh đạo Sở Công Thương Bình Thuận đã nghe Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện báo cáo việc theo dõi, quản lý, kiểm tra chất lượng, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán và kiểm tra thực tế hàng hóa tại chợ thị trấn Bà Xu. Qua đó nhận thấy, trên địa bàn huyện Đức Linh, các hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán phong phú, đầy đủ chủng loại, nguồn cung ổn định dồi dào, giá cả không tăng không giảm. Tuy vậy, lãnh đạo Sở Công Thương vẫn yêu cầu Phòng Kinh tế Hạ tầng tiếp tục thường xuyên kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa và việc bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Nếu có gì khó khăn, báo cáo ngay để có sự phối hợp giải quyết, bảo đảm hàng hóa luôn đầy đủ, giá cả ổn định, phục vụ tốt cho nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân.